Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của chị Hoa để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai để quýt đây quý vị. Em chào chị. Dạ, em chào anh Tấn, chào bà con cô bác anh chị em gần xa. Anh em có gì luôn mai dạo. Mà mong bà con cô bác anh chị em gần xa ủng hộ giùm cho em ạ. À, hình thức mình ở đây là sao chị? Dạ, bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, mình mã số đầu clip hôm nay là mình đánh mã số là 87. 87. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 99. Rồi, vô cái hoành em nói luôn. Cái hoành là 22. Rồi, xe xe luôn. Hôm nay có đeo mắt kiến ha, đeo đọc và chính xác nhiều hơn mấy những clip trước ha. Chứ để không có đọc phiền, khách phiền. Quá không chính xác với khách phiền ha. Hôm nay là có mắt kính rồi đó. Này, tư thế sẵn sàng luôn quý vị. Rồi, chủ đế luôn. Rồi, xe xe mặt bên kia luôn. Rồi, cứ xe đều đều tay chị. Rồi, báo giá luôn chị ơi. Dạ, cây 87 này là giá 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, qua cây 88. Rồi, 88 bên đây. Rồi, chiều cao. Chiều cao của nó là 54. Rồi, cao 54. Mình xuống cái hoành luôn ha. Rồi, cứ báo luôn. Cái hoành là 26. Rồi, xây xây luôn. 26 hoành. Rồi, xuống đế luôn à, quý vị ơi. Để đây. Đó, tiếp luôn. Để đặt kẹo luôn nè. Rồi, giá luôn nhiêu đây chị? Dạ, cây 88 này là giá 1.7 triệu ạ. Rồi, 1.7 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. 88. 89. À 89. Chiều cao là 42. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 23.5. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để luôn quý vị. Để đặt kẹo luôn nè nha. Rồi, cho luôn như đây chị. Dạ, cây 89 thì giá 1.1 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Qua cây 90. Rồi, 90 bên đây. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 72. Rồi. Này con mắt kiến này không có lộn đâu. Chính xác luôn. Chính xác luôn. Rồi, hoành. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. 27 đúng luôn á. Rồi, xây xây luôn. Chị ngắm nghía kỹ tường thân tay cành ha. Dạ. Đó, giờ mình xuống đế nha quý vị. Để em nói đây. Rồi, xây xây đều đều tay luôn. Đó. Rồi, cho luôn nhiêu đây dạ, chị? Dạ, cây 90 này giá 1.5 triệu ạ. Rồi, 1.5 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Qua cây 91. 91 bên đây. Rồi, cao luôn. Chiều cao là 79. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 26. Rồi, 26. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để luôn nhân thôi quý vị. Để cộng bự quá ha. Hết biết cái cộng. Trong chiều trước đây cũng có cộng bự nữa nha quý vị. Rồi, vô luôn như đây chị. Rồi, cây 91 là 1.1 triệu ạ. Rồi, 1.1 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, 92 bên đây luôn. Cây 92. Chiều cao là 42. Rồi, 42. Cái hoành luôn. Hoành là 24. Rồi, xe xe luôn. 24 hoành như nào quý vị. Rồi, cho luôn như đây chị. Cây 92 là giá 1.5 triệu ạ. Rồi, 1.5 triệu. Rồi, xuống cây. Đây, qua 93 luôn ha. Qua cây 93. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 77. Rồi, cao 77. Cái hoành luôn. Hoành là 22. Rồi, xe xe luôn. 22 hoành. Cái gì quý vị trồng chỉnh lại cho đúng như quý vị. Tại cái bầu cũng không có đúng cái dáng cây lắm ha. Rồi, để luôn. Để đặt kẹo luôn nè. Rồi, cho luôn như vậy chị. Dạ, cây 93 này 1.3 triệu. Rồi, xuống cây 1.3 triệu. Rồi, tiếp tục luôn.
Số 94 bên đây ha. Cái 94. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 98. Rồi, 98. Tại cạnh đặt kẹo luôn. Quành là 25,5. Rồi, 25,5 quành. Tại cạnh đặt luôn à quý vị. Rồi, xuống đế luôn. Này bẻ cổ cũng ngắn ha. Dạ. Đó, để đây. Chép tôi. Đó. Nguyên về bự chảng luôn. Rồi, giá luôn như đây dạ, chị. Dạ, cây 94 này giá 1,8 triệu ạ. Rồi, 1,8 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp 95. Tục. 95. Chiều cao luôn. Chiều cao là 84. Rồi, 84 cao. Rồi, cái hoành luôn. Quành là 19,5. Rồi, xay xay luôn chị. Đầu gì ngắm nghe kỹ thân cành ha. Rồi, mình xuống đế luôn nha quý vị. Để đây. Rồi, cho luôn như chị. Rồi, cây 95 giá 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, qua đây 96 bên đây. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 86. Rồi, 86. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 20. Rồi, xây xây luôn. 20 hoành. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Thân cành cũng đóng đặt ở trên này ha. Đó, đế cũng đặt kẹo dưới đây luôn. Đó, mặt nào cũng vậy ha. Rồi, cho luôn như chị. Dạ, cây 96 này giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, 97 bên đây. Chiều cao là 35. Rồi, 35 cao. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 20. Rồi, em này để xấu ha. Rồi, xe xe luôn. Rồi, giá luôn như đây chị. Chà, cây 97 này giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi, 1 triệu rưỡi ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cây 96. 98. 98 lộn. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 63. Rồi, cao 63. Rồi, cái hoành luôn. Hoành là 24,5. Rồi, 24,5. Rồi, xay xay luôn ha. Vì ngắm nghe kỹ thân cành ha, quý vị để luôn ha. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Đó, để đặt kẹo luôn. Tiếp luôn. Rồi, giữ luôn như đây chị. Dạ, cây 98 này 1,2 triệu ạ. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, quả 99 luôn. Rồi, chiều cao. 104. 104. Rồi, xuống cái hoành luôn. Hoành là 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xay xay luôn. Tay cành cũng đặt đặt kẹo đây. Để luôn à quý vị ơi. Để đây. Đó. Qua đã qua đặt luôn. Rồi, giữ luôn như đây chị. Dạ, cây 99 này giá 1 triệu 7 ạ. Rồi, 1 triệu 7 ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, sang qua cây 100. Chiều cao 100. Rồi, mã số 100 cao 100 luôn. Rồi, hoành. Hoành là 22,5. Rồi, xay xay luôn. Đây, thân cành, tay cành của gì. Nó cũng khá đều ha. Dạ. Đầu đế nè, đế sẽ đều bầu luôn. Đó, kính cái bầu luôn ha. Đẹp quá. Rồi, giữ luôn như đây chị. Dạ, cây số 100 này 1 triệu 8 ạ. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, qua 101. 64. Rồi, cao 64. Cái hoành luôn. Hoành là 26,5. Rồi, 26,5 hoành. Rồi, xuống đế luôn nè quý vị. Đó, để đều luôn ha. Chống chịu chưa có luôn. Đó.
Rồi giá lúa nhiêu chị? Giá cây 101 này giá 1.800.000 ạ. Rồi 1.800.000. Rồi xuống cây. Rồi 102. Chiều cao. Chiều cao là 49. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 25. Rồi 25 đúng luôn. Rồi xây xây luôn. Để lực lưỡng đó. Chống chịu chòm ha. Đuôi luôn khó luôn nè. Rồi vô luôn như đây chị. Dạ cây 102 này giá 1.700.000 ạ. Rồi 1.700.000 ha. Đẹp quá nè. Rồi xuống cây. Rồi 103. Rồi đó thì đó là 33 cao. Rồi cái hoành luôn. Hoành này là 26.5. Rồi, đó là 26.5. Rồi, xây luôn nha, quý vị nghe kỹ nha, thân cành luôn nha, để luôn ha, nói chung là tổng thể nó luôn. Rồi, vô đế ngay như cận cảnh đế nha. Đặt ở trên ha. Tiếp chị. Rồi, vô luôn như chị. Dạ, cây 103 này 1.800.000 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, 104 luôn rồi quý vị. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 68. Rồi, cao 68. Cái hoành luôn. Hoành là 21.5. 21.5. Xíu nữa 22 ha. Chút xíu nữa 22. Rồi, quý vị em nghe kỹ ha. Thân cành. Rồi, xuống đế luôn. Cũng lắc ngặt quá ha. Để nguyên bệ đặt kẹo luôn. Rồi cho luôn như vậy chị. Dạ cây 104 này giá 1.500.000 ạ. 1.500.000 ha. Rồi xuống cây. Rồi 105 bên đây. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 91. Rồi cao 91. Rồi vô cái hoành luôn. Quần là 23.5. Rồi, xây xây luôn. Quý vị ngắm cái kỹ thân cành ha, cành. Dừng lại chị. Đây, nó khích khích nó ra đâm chồi nảy lọc hết trơn ha. Đây nó cũng u nần nần quá trời đó. Cái mắt giống mắt trúc vậy, u nần nần trong mình ha. Dạ. Rồi để đâu quý vị. Rồi, xây xây luôn, để chống chịu chòm gị gì có đủ hết trơn ha. Đặt kẹo luôn. Rồi vô luôn như chị. Dạ cây 105 này giá 1.300.000. Rồi 1.300.000. Rồi xuống cây. Rồi 106 bên đây ha. Rồi chiều cao là 105. Rồi quanh luôn chị. Quanh này bự. 28.5. Rồi 28.5. Rồi xây xây luôn. Tay cành đặt kẹo đấy ha. Đợi vô đế luôn nào quý vị. Đây cũng đặt hết trơn ha. Rồi vô luôn như chị. Dạ cây 106 này 1.500.000 ạ. Rồi xuống cây. Rồi 107. Cây 107 này nó gần 56. Chiều rồi. Cao quanh là 23. Rồi ngồi xuống các chị. Hả? Rồi nghe kỹ em này nha. Em nói chơi cái đổ này. Đó, đẹp. Đuổi trường lắc. Rồi giá luôn như vậy chị. Dạ cây 107 này giá 1.800.000 ạ. Rồi xuống cây. Rồi số tiếp theo luôn. 108 ha. Chiều cao 58. Rồi vô cái vành luôn. Vành này bên đây nó u khó ấy. 21. Rồi xây xây luôn. Nhưng nghĩ kỹ thân cành nha quý vị. Thân cành đều ha. Trước con rễ chịu hơn trước luôn.
là nguyên bể nhìn luôn. Nó giống giống như con thú à. Rồi vô luôn nhiêu chị? Dạ, cây 108 này giá 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi 109 luôn. Rồi chiều cao. Chiều cao 101. Rồi 101. Rồi vô cái hoành em nói luôn ha. Hoành là 26 hoành. Rồi xây xây luôn. Hoành 26. Tay cành này có gì? Khá ha. Rồi đoạn lắc trên đế đây quý vị. À, đế đặt kẹo. Rồi vô luôn như chị. 109 thì giá 1.1 triệu ạ. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Lên là 110 bên đây ha. Này hàng độc lạ đây. Đó đây hay đâu bên kia? Này đó, đó, đó phải không? Đó, đây phải không? Đó thẳng xuống chị. 65. Rồi cao 65. Rồi. Cái hoành luôn. Cái hoành là 21. Rồi xe xe luôn. 21 hoành nha quý vị. Em này hàng quá nha. Đây. Tay cành đây. Nó đặt ở trên đây ha. Cái gốc nó làm như bắt cây cầu đẹp quá. Đây. Quái. Chạy hàng ít đụng hàng. Có cái đu luôn nè. Rồi nửa dòng nữa là báo giá luôn. À, rồi giá luôn như đây chị. Cây 110 này giá 2.5 triệu ạ. Rồi 2.5 triệu ha. Dạ. Chơi hàng độc lạ luôn. Rồi xuống cây. Tới 111. Rồi 111 chiều cao luôn. Chiều cao nó 100 chẳng luôn. Rồi vô cái quanh luôn. Quanh này hâm mấy đây? Quanh bự quá nè. Quanh này chắc 28, 29 gì quá. Rồi nhiêu? 27 đúng rồi. Rồi 27 quanh. Rồi xây xây luôn. Tay cành đẹp luôn. Tay cành đóng kính mít luôn từ trên xuống nè. Đó, đâm chồi nảy lọc hết rồi. Rồi vô đế nè quý vị. Đó, cái cò lắc nó rất là ngắn nha. Đế con bự bự mà nó phân bố đều cái bầu luôn, chống chịu trước có luôn đây ha. Đó. Rồi, vô luôn nha chị. Dạ 111 này giá 2.5 triệu ạ. À. Rồi 2.5 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 112. Chiều cao nó là 36. Rồi 36. Rồi cái hoành luôn. Hoành nó 25. Rồi xây xây luôn. À. Dáng đẹp ha, có nhất nhì có sẵn ở trên rồi. Tay cành có sẵn hàng lấy lại cái đỉnh là ok hả quý vị? Mấy cây lùng lùng nè, lấy cây chơi dán gỗ hay gì thấy nó đẹp á. Rồi để đây quý vị để đặt kẹo ha. Giá luôn như chị? Dạ cây 112 này giá 1.6 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn ha. Dạ. Rồi qua em 113 bên đây luôn. 113 đây quý vị. Cắt giật còn lấy lại cái đỉnh giót đây cũng hay quá ha. Chiều cao nó 46. Rồi cao 46. Rồi cái hoành luôn ha. Cái hoành là 22. Rồi xây xây luôn. Nó cắt giật vậy nữa, ngay đó nữa nó lẹ nhựa, nhựa nó kéo đây lẹ cái lạnh cái vết này hay cái gì. Có cái đỉnh rồi ha. Rồi để luôn nha quý vị. Đó, để đặt kẹo luôn. Rồi qua một bên kia luôn. Đó, cũng đặt luôn ha. Rồi, vô luôn như đây chị. Dạ, 113 này giá 1.5 triệu ạ. À. Rồi, 1.5 triệu ha. Rồi, dạ. Xuống cây. Qua 114 luôn. 114 như là cây cuối clip ha. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao nó là 44. Rồi, 44. Rồi, cái hoành luôn. Hoành của nó 20.5. Rồi, 20.5. Rồi, xây xây luôn ha. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi vô luôn như chị. Dạ cây 114 này giá 1.5 triệu ạ. À. Rồi cua clip rồi. Dạ giờ lời gì không chị? Dạ cua clip rồi, cũng xin bà con cô bác anh chị em gần xa cũng ủng hộ giùm ạ. Xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Dạ.